Vừa rồi là chúng ta có một buổi thờ phượng rất là đặc biệt, đó là một Chủ nhật đầu năm 2021. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài gìn giữ chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì một năm cũ đã qua, năm mới bắt đầu. Thế thì mỗi thanh niên thêm được một tuổi nữa. Những người đã có vợ thì lo hơn, mấy đứa chưa có vợ thì trông cho thêm một tuổi đặng đòi vợ. Có amen không ạ? Bây giờ còn trẻ quá thì mẹ sẽ không có cưới vợ cho. Cho nên tuổi đến thì kẻ thì lo, người thì mừng. Những ngày đầu năm chúng ta thấy ngày hôm nay là Chủ nhật đầu năm, sẽ có nhiều điều nói về những điều may mắn. Thật sự ra ngày đầu năm, ngày Tây lịch thì nó đúng hơn là ngày âm lịch. Cho nên chúng ta không có tổ chức ăn mừng hoặc làm lễ gì hết. Nhưng mà buổi nhóm đầu năm hết sức là quan trọng. Chúng ta những ngày đầu năm chúng ta kinh nghiệm được một điều. Điều gì người ta nhớ đến ngày đầu năm? Đó là may mắn, đúng không ạ? Mọi điều gì không có được nhắc đến nhiều bằng may mắn. Chúc cho anh được may mắn, chúc cho cô được may mắn, chúc cho cô tiền vô như nước, mà ra thì nhỏ giọt như cà phê. Năm nay chúng ta không chúc như vậy nữa. Vì năm nào chúng ta cũng nhận rất là nhiều lời chúc tốt đẹp, nhưng mà cả năm rồi thấy nó không có giống như lời chúng ta nhận được. Cho nên đầu năm mới ở trong buổi nhóm, chúng ta làm gì để được phước? Đó là điều quan trọng hơn hết. Phước không phải đến từ một con người, nhưng phước đến từ thiên đàng. Amen không ạ? Amen không ạ? Phước đến từ thiên đàng. Và chúng ta có thể ngày hôm nay chúng ta như thế này, ngày mai chúng ta có được nhiều tiền, hoặc là ngày mai chúng ta bị cái gì đó chúng ta chưa biết nữa. Nhưng hãy nhớ một điều, tất cả đến từ thế giới vô hình. Tất cả may rủi hay là như thế nào đó đều đến từ thế giới vô hình. Một người nào đó muốn hại chúng ta, thật sự chúng ta cũng hơi mệt đó. Hại chúng ta bằng cách lừa lọc, hại chúng ta bằng lời qua tiếng lại, những lời tiêu cực, chỉ trích, bôi nhọ, nghe nó cũng mệt đó, nhưng mà không sao cả. Nhưng mà từ nơi vô hình, những điều mà đưa đến cho chúng ta không thể nào trở tay kịp. Amen không Hội Thánh? Cho nên cái điều mà quan trọng nhất đó là Hội Thánh làm sao, học viên ở đây làm sao, người trang bày ở đây làm sao, nhân sự làm sao năm mới nhận được những điều tốt lành nhất. Không phải từ những lời chúc. Lời chúc như lời tích cực, Chúa có hứa rằng Ngài sẽ đãi theo môi miệng chúng ta. Chúng ta chúc lời tốt đẹp đó là khôn ngoan chứ không phải là thất bại. Nhưng mà làm sao để nhận được lời hứa mới là quan trọng. Nếu mà chúc thì được, chúc thì được, thì sống sao cũng được, thì chúng ta không lo lắng gì. Chúng ta sống như thế nào cũng được, miễn đầu năm chúc và nhận nhau những lời tốt, thì chúng ta giàu có và may mắn, thì chúng ta không lo nữa. Chúng ta không cần đến kinh thánh nữa. Chúng ta không cần tu tâm dưỡng tính gì hết. Quý vị, ngày hôm nay chúng ta lấy kinh nghiệm của Phao-lô để chúng ta có một năm mới thật là tuyệt vời. Philip đoạn 3 câu 7 đến câu 8 tôi có giới thiệu ở trên trảng bàn ngày hôm nay, đó là câu kinh thánh mà tôi sống với câu kinh thánh này. Vì nếu không bởi Philip đoạn 3 câu 8 thì tôi đã ngã từ lâu rồi quý vị. Lời Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta có thể thắng hơn cám dỗ, có thể thắng hơn nghịch cảnh nữa. Philip đoạn 3 là câu gốc ngày hôm nay, đoạn 3 câu 7 đến câu 8 luôn. Tôi sẽ đọc, mọi người dò theo. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là lỗ. Vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Amen không ạ? Ông nói rằng vì tất cả ông xem như là lỗ. Chức vụ ông, chuyện nhỏ. Thân phận ông, chuyện nhỏ. Tất cả ông không có một gia đình mang theo ông đi truyền giáo cũng chuyện nhỏ. Ông đạt được Đấng Christ là điều quý giá hơn hết. Amen không Hội Thánh? Amen không ạ? Được Đấng Christ
là điều quý giá hơn hết. Vì chúng ta không có Đấng Christ, chúng ta sẽ không có gì cả hết. Kể cả được cứu cũng không được nữa. Nếu chúng ta không có Đấng Christ thì chúng ta đi quả ngục là cái chắc. Có Đấng Christ chúng ta sẽ có tất cả, vì mọi phước thiêng liêng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Được ban cho những người ở đâu ạ? Trước hết chúng ta phải xem lại, chúng ta suy gẫm làm sao để chúng ta biết là nhận biết Đấng Christ là như thế nào. Quý vị, ma quỷ nó nhận biết Đấng Christ không? Những kẻ chống lại tin lành có biết Đấng Christ không? Những người vô tín biết Đấng Christ không? Quý vị ơi, biết Đấng Christ nó khác với là nhận biết Đấng Christ một cách rõ ràng. Biết về Đấng Christ, biết về Đấng Christ có nghĩa là tôi nói tôi biết, nghe một sư bụ giới thiệu tôi Thanh thì tôi đã biết Thanh ở Đà Lạt, đúng không ạ? Đúng không? Một anh chàng hơi bự con một chí, trắng trắng một tí, đúng không? Nhưng mà tôi chưa gặp Thanh thì tôi chưa biết cái cá tính của Thanh như thế nào, đời sống như thế nào, bản chất Thanh như thế nào. Ngày hôm nay tôi mới thật sự biết rõ Thanh. Quý vị hiểu chưa? Nhận biết rất là rõ ràng từ bản tính, từ cái thái độ, từ tất cả mọi điều gì của Thanh tôi biết hết. Nhận biết Đấng Christ có nghĩa là chúng ta biết Chúa một cách rất là rõ ràng. Chúng ta kinh nghiệm được Chúa Giêsu Christ như thế nào và Đấng đó đang dẫn dắt chúng ta. Nhận biết Đấng Christ một cách rõ ràng hơn. Và chúng ta biết là Chúa là ai. Đấng Christ xuống thế gian này chết trên thập giá, trên thập tự giá để cho thằng hàng xóm vì nó tội lỗi hơn mình chứ không phải tại mình. Chúa chết thay cho mình. Trước hết nhận biết Đấng Christ đó là Chúa chết thay cho mình. Và huyết của Chúa Giêsu Christ đầy quyền năng xóa mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không còn ở trong sự rủa xả nữa. Chúng ta không còn ở trong sự yếu đuối nữa. Chúng ta không còn ở trong sự cầm buộc của ma quỷ nữa. Ở trong Đấng Christ chúng ta đắc thắng hoàn toàn. Lúc chúng ta ngã, lúc chúng ta yếu đuối, lúc chúng ta thất bại, chẳng qua là chúng ta chưa ở trong Đấng Christ thôi quý vị. Chúng ta biết về Đấng Christ, gia đình giới thiệu chúng ta có một Chúa Giêsu Christ yêu dấu, có một Giêsu Christ đầy quyền năng, thích chữa lành nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn bệnh tật, chúng ta vẫn yếu đuối, chúng ta vẫn nghiện ngập vì chúng ta biết thôi nhưng mà chưa kinh nghiệm được Đấng Christ. Amen. Sao căng thẳng dữ vậy? Amen. Kinh nghiệm được Đấng Christ chúng ta có tất cả quý vị. Trước hết, nếu mà chúng ta ở trong Đấng Christ chúng ta được cái gì? Trước hết là Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 2 cho chúng ta biết một điều quan trọng hơn hết. Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 2: cho nên hiện nay chẳng có sự đón phạt nào cho những kẻ ở đâu ạ? Ở trong Đấng Christ quý vị. Đây là điều quý giá nhất. Đầu năm chúng ta nhắc những điều này để chúng ta vui mừng. Không có gì quý giá cho được bằng được thoát khỏi sự đón phạt hết. Ai đón phạt đây? Quý vị, cha mình đón phạt sợ không? Sợ chứ. Mẹ đón phạt sợ không? Sợ ít hơn tí. Nhưng mà Đức Chúa Trời đón phạt khủng khiếp lắm. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều rất là tuyệt vời. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào, có nghĩa là không còn một sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đấng Christ. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Đây là câu Kinh Thánh cho chúng ta lời hứa rất là tuyệt vời. Ở đầu năm chúng ta nhắc những điều tuyệt vời này quý vị, đừng có nhắc tiền. Vì ở trong Đấng Christ chúng ta có đủ mọi thứ thì tiền làm gì không? Amen không ạ? Cái thứ hai mà chúng ta được vui mừng ở trong Đấng Christ đó là được biến đổi. Ai nhớ câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất về sự biến đổi? Đọc luôn, đọc thuộc lòng luôn.
Amen. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nay là người dựng nên mới. Chúng ta lưu ý, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Kinh Thánh cho chúng ta biết là mọi sự đều trở nên mới, mà chúng ta chưa mới là chúng ta biết tình trạng chúng ta như thế nào. Quý vị ơi, hãy nhớ nè, một người tin Đấng Christ thật, một người có Chúa Giêsu Christ thật, đặc biệt không bao giờ đi trong tội lỗi nữa. Đó là điều chắc chắn. Nếu chúng ta lỡ bước, chúng ta có Đức Thánh Linh nhắc nhở ngài. Amen không ạ? Chứ không phải nói tài đâu quý vị. Có những lúc lỡ bước, có những lúc sa ngã, nhưng Đấng ở trong chúng ta sẽ nhắc nhở chúng ta. Có một điều là khi mà chúng ta được Chúa ngài cáo trách, chúng ta phớt lờ thôi. Amen không ạ? Chứ không ai mà tin Chúa rồi không có Chúa Thánh Linh ở trong mình đâu quý vị. Nhưng mà Chúa cáo trách chúng ta phớt lờ. Chúng ta phải nhạy bén, chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta nghe, chúng ta sẽ đứng dậy và đi tiếp. Không ai làm được quý vị hết. Quyết của Chúa Giêsu Christ luôn ứng nghiệm luôn luôn. Amen. Hãy nhớ là tôi không phải đang giảng một tin lành rẻ tiền đâu. Quý vị, không phải đâu. Tôi dám xác nhận một điều, kể cả giáo sư, mục sư, người trăng bày, trưởng lão gì đó không biết. Đứng ở trước mặt Chúa nói là Chúa ơi, con không bao giờ phạm tội. Có không? Kiếm cả thế giới này không có đâu quý vị. Chính cái người đang giảng dạy này có những lúc phải lỡ bước. Nhưng mà có một điều đó chúng ta nắm bắt được ở trong năm mới này. Chúa là cha nhân từ, chúng ta luôn luôn tha thứ nếu chúng ta ăn năn. Amen không ạ? Amen không ạ? Và huyết của Chúa Giêsu Christ tẩy sạch mọi tội lỗi khi đầu gối chúng ta quỳ xuống, nước mắt chúng ta rơi trong hối hận. Vì người công bình ngã 7 lần. Người công bình là gì? Có nghĩa là đã tuyên xưng đức tin. Người công bình là gì? Là được Chúa ngài gánh thay tội lỗi, trở thành người công bình trước mặt Chúa, có nghĩa là không còn mang án phạt ở quả ngục nữa. Người công bình, Chúa thương xót luôn luôn. Chúa có giận chúng ta không? Có chứ. Ngài giận chúng ta bao nhiêu lâu ạ? Ngài giận chúng ta chỉ một lúc thôi. Kinh Thánh chép đúng không quý vị? Có nhớ không ạ? Ngài giận chúng ta chỉ một lúc thôi, nhưng cái gì còn đến đời đời ạ? Sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Cho nên đầu năm mới chúng ta ao ước lớn nhất đó là đổi mới. Ai đổi mới chúng ta? Quý vị, nếu mà Chúa không hành động, tôi bảo đảm không có ai được đổi mới hết. Amen không ạ? Không có cuốn sách nào, không có cái người giáo sư, giáo sĩ nào mà để làm cho người ta đổi mới nếu không có Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu đụng đến đời sống chúng ta, đặc biệt khi Đức Thánh Linh bước vào sống động trong đời sống chúng ta không thể nào sống đời sống cũ đâu được quý vị. Không thể nào được. Tôi nói một lần nữa, một người đã có Chúa ngự trong lòng không thể nào sống một cái đời sống cũ được. Nếu mà chúng ta đang sống trong một đời sống cũ, chúng ta vẫn ăn gian nói dối, vẫn gian lận, vẫn hung bạo, vẫn ngày xưa đánh nhau thì bây giờ cũng đánh nhau, ngày xưa nói láo thì bây giờ cũng nói láo, ngày xưa đi trong tăm tối thì bây giờ vẫn còn đi trong tăm tối. Tôi nói một, hãy nhớ một điều nè, quý vị, không có Chúa đâu, 100% là quả ngục đấy. Nhưng mà hãy nhớ một điều, ở năm mới chúng ta đừng có quá nói những cái điều giống như mà nhắc nhở quá mạnh làm cho chúng ta lo. Vì tôi đã nói trước rồi, nếu chúng ta ăn năn thì đầu gối và nước mắt giúp chúng ta được ứng nghiệm bởi huyết của Chúa Giêsu Christ. Nếu mà chúng ta không biết điều này thì nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất là khi chúng ta đã lỡ phạm tội rồi thì chúng ta tưởng rằng không có cơ hội. Và nếu chúng ta không biết chắc điều này thì chúng ta cứ đi trong bóng tối mãi cũng không được. Quý vị amen không ạ? Tôi thường kể một câu chuyện mà tôi rất thích câu chuyện này. Có một người có gia đình đó là mục sư. Có một đứa con trai giống hoàn cảnh như gia đình mục sư như Trần Mạnh Hùng. Lúc bây giờ Trần Mạnh Hùng lớn lên
đến tuổi cập kê, tuổi cập kê là tuổi lấy vợ gả chồng đúng không? Tới gì gia đình của Trần Mạnh Hùng đó, là cha mẹ là mục sư, chú bác là mục sư, cho nên không muốn mối quan hệ nào không tốt đến với Hùng hết. Chọn dâu chọn từ khi 18 tuổi chọn rồi, chọn cho đến 20 mấy tuổi vẫn còn chọn, gần 30 tuổi vẫn còn chọn vì kén dâu. Đùng một cái người này đã lớn rồi, cũng sẽ bước chân vào là một mục sư như cha mình vì đã học trường thần học rồi. Ở bên cạnh đó, bên cạnh mà anh chàng này làm việc, có một người được Chúa biến đổi từ một trung tâm cai nghiện. Một người này là nữ, người này từng là gái mại dâm, người này rất là đẹp nhưng mà quá khứ là gái mại dâm. Thế thì nghe được tin đồn như vậy, ba của Trần Mạnh Hùng, tôi thí dụ thôi chứ không phải Trần Mạnh Hùng thiệt nha, để đồn ra hơi mệt. Thế thì như thế nào? Lập ra nhiều rào cản để hai người không thể nào đến với nhau. Chỉ quen thôi, chỉ quen người con gái này thôi là cái phẩm hạnh của gia đình Cơ Đốc, phẩm hạnh của gia đình đầy tớ Chúa, người hầu việc Chúa bị lung lay. Người ta nói ra nói vào, nhà như thế mà chuẩn bị cưới con dâu là như thế. Quý vị ơi, đến nỗi người ta triệu tập một cuộc họp để trục xuất, hạ bệ gia đình này xuống, từ mục sư quản nhiệm sẽ xuống nhiệm chức hay gì đó. Người ta muốn vạch trần, người ta dùng cái câu là vạch trần bộ mặt giả trá của gia đình này đang chuẩn bị thỏa hiệp với những người thế gian. Hãy lưu ý một điều, cho dù quá khứ người này như thế nào đi nữa, nhưng mà người này đã được biến đổi rồi và đang hầu việc Chúa. Bắt đầu tất cả những người mục sư khả kính nhất, những người ném đá, những người ném đất đủ mặt hết. Bắt đầu chàng trai trẻ này đối diện với sự thật và mời luôn cái cô đó ngồi kế bên mình. Người đó đứng lên, vì những người kia lên án tại sao gia đình như vậy, tại sao cái người cha, người Trần Mạnh Hùng này sẽ là một mục sư quản nhiệm tương lai, chuẩn bị bước vào là mục sư nhiệm chức. Tại sao có một mối quan hệ như thế? Tôi muốn gia đình này trả lời thật là thẳng thắn. Quý vị, anh chàng đứng dậy giống như có một cái lò xo, giống như có một sức mạnh rất là kỳ diệu đứng dậy. Anh chàng này nói dõng dạc: nếu tôi chê quá khứ cô này, tôi vẫn nhớ quá khứ cô này là một cô gái điếm, thì tôi xem thường quyết của Chúa Giêsu Christ. Ở trong đức tin, tôi tin quyết của Chúa Giêsu Christ đã xóa sạch, và trước mặt tôi là một trinh nữ trinh nguyên. Amen. Quý vị ơi, cô đó thì khóc sướt mướt, tất cả phải hổ thẹn mà bụm mặt vậy. Quý vị hiểu chưa ạ? Hiểu câu chuyện không ạ? Ở trước mặt Chúa, đừng có ai nói là thánh khiết hết, nhưng bởi quyết của Chúa Giêsu Christ giúp chúng ta thánh sạch. Một câu chuyện quý vị hiểu không ạ? Cho nên đừng có nhìn vào quá khứ ai để chê điều gì. Nếu mà nhìn vào quá khứ để chê thì có khác nào là chúng ta không tin quyết của Chúa Giêsu Christ làm cho một người trở nên thánh sạch. Và chúng ta cũng không tin lời hứa Kinh Thánh nữa. Đúng không ạ? Vì ai ăn năn tội thì Chúa là đấng thành tín, đúng không? Ngài tha mọi. Cho nên Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17 mà chúng ta nãy giờ nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm lui, ai ở đâu? Trong đấng Christ. Có nghĩa ở trong đấng Christ có nghĩa là đấng Christ đã chuộc chúng ta rồi. Nay là mọi sự đều trở nên mới. Trong đó phẩm hạnh cũng trở nên mới luôn nữa. Amen không ạ? Phẩm hạnh cũng trở nên mới nữa. Rồi một điều nữa mà năm mới chúng ta ao ước,
Nó quý giá. Tiếp theo đó là gì ạ? Mọi phước hạnh vô hình sẽ đổ xuống thánh đồ đó, Ephesos đoạn 1. Chúng ta mở Ephesos đoạn 1 ra. Ephesos đoạn 1, Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ gửi cho các thánh đồ. Tôi ngưng lại ở chữ thánh đồ. Quý vị biết chúng ta là ai ạ? Theo thơ của Phao-lô, chúng ta là những người đang nhóm hiệp ở trong hội thánh của Chúa. Như thế thì Phao-lô gọi chúng ta là ai? Là thánh đồ. Nhưng hãy lưu ý một điều. Ngày nay không có những anh chàng kia. Nếu có những anh chàng kia ngồi đó cũng chưa chắc gì là thánh đồ. Vì có những anh chàng chỗ nào cũng đi tới hết nhưng mà không có tìm kiếm Chúa. Quý vị có không? Kiếm gì ạ? Kiếm một bữa ăn khỏi tốn tiền và kiếm gái là nhiều. Quý vị, tôi đang bị sốc, một cú sốc rất là lớn. Khi mà một người thanh niên nhờ tôi cầu nguyện giúp đỡ, Chúa ơi thương xót cho người thanh niên này, đã đến tuổi có gia đình, Chúa ơi đổ tài chính xuống, Chúa ơi chọn người mà người này đang chọn, đang cầu nguyện một người, một đối tượng phải đeo đuổi. Quý vị ơi, tôi cầu nguyện xong bây giờ tôi hối hận đó quý vị. Cái mối tình đó anh chàng này nhận được. Anh chàng này nhận được mà còn nói là không thể nào mà tin là anh cái người đó mà tiếp chấp nhận mình. Tôi nói wow, thật là thầy trò mình cầu nguyện linh nghiệm lắm đấy. Nhưng bây giờ tôi nhắc lại tôi vẫn là hối hận vì tôi cầu nguyện. Vì khi anh chàng này được cô gái đó rồi, buông tất cả mọi sự, tôi thấy đây là một cái gương vô cùng hổ thẹn. Và tôi nhắc đi nhắc lại cho hết cái cuộc đời hầu việc Chúa thôi. Tôi nhắc đi là một lần tôi cầu nguyện hối hận nhất. Và chúng ta nhìn thấy yêu mến Chúa lắm, kính sợ Chúa, tìm kiếm Chúa hết lòng. Đùng một cái có một người con gái bỏ hết trách nhiệm, làm những tấm gương xấu. Quý vị ơi, Chúa không để cho chúng ta yên đâu. Khi chúng ta đặt để ai đó cao quý hơn Chúa. Tôi còn nói một câu, Chúa ban cho, Chúa cũng có quyền lấy lại. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Thầy đã nhắc con kịp lúc, con cũng cảm thấy con không ổn. Quý vị ơi, nhưng mà ngày này, ngày kia nó cũng thế, mà càng tệ hơn thế nữa rồi mất luôn. Cho nên nếu cho tôi cầu nguyện trở lại thôi, Chúa ơi, quý vị biết tôi cầu như thế nào không? Ai cầu giùm tôi cái. Mỗi lần nhắc tới tôi rất là buồn, tôi đang vui mà nhắc tôi rất là buồn. Thánh đồ là sao, mới là thánh đồ? Chúng ta xem tiếp chúng ta sẽ biết. Cũng ở trong câu 1 thôi, phần B đó quý vị. Phao-lô thầy muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Chúa Giê-xu Christ gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen không ạ? À? Cho những kẻ trung tín ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Quý vị hiểu chưa? Đó mới thật sự là thánh đồ. Ngồi trong một hội thánh chưa chắc là thánh đồ, mà có chừng là hầu đồ. Năm mới chúng ta học với nhau hơi gắt một chút để cho năm nay chúng ta trọn vẹn ở trong Đấng Christ. Vì trong Đấng Christ chúng ta được nhiều thứ lắm quý vị. Ngợi khen Đức Chúa Trời, đây là phần thưởng quý vị. Những người ở trong Đấng Christ bắt đầu từ câu 3. Có chiếu trên máy rồi đúng không? Ai đó đọc lớn. Bắt đầu từ câu 3. Amen. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta như thế nào ạ? Ở trong Đấng Christ đủ mọi thứ thiêng liêng ở các nơi trên trời. Chúng ta thấy nhiều điều mà ở trong Đấng Christ mới nhận được. Tại sao ạ? Cách đây mấy năm tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng bây giờ tôi biết rồi đó.
Vì nếu ai ở ngoài đấng Christ thì sự cứu chuộc chưa có, sự đón phạt vẫn còn. Thì sự đón phạt vẫn còn đó thì làm sao nhận được phước thiêng liêng? Nhận như thế nào? Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Chúa Giêsu Christ, chúng ta Ngài đổ phước cho chúng ta ở trong đấng Christ đủ bao nhiêu thứ ạ? Thế thì Tết chúng ta cần nhận nhiều lời chúc tốt lành, hay là nhận mọi thứ phước thiêng liêng từ trời? Quý vị biết phước thiêng liêng từ trời là gì không ạ? Những cái điều đến với chúng ta một cách vô hình. Ví dụ chúng ta cầu nguyện cái điều gì đó và năm mới nó sẽ đến. Sự giải phóng nó sẽ đến, sự giải cứu nó sẽ đến, và sự đổi mới nó sẽ đến, sự đắc thắng nó sẽ đến, giàu có từ thiên đàng sẽ đến nếu chúng ta sống ở trong đấng Christ. Amen không ạ? Amen không ạ? Vì hãy nhớ nè, chúng ta nhắc thế gian thường thường người ta dùng cái từ hên xui. Hên xui từ đâu? Ai đưa điều xui đến và ai đưa điều hên đến? Anh em trong nhà không thể nào giúp điều hên, điều xui, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế giới vô hình mang đến chúng ta điều may mắn. Cho nên nếu ở trong đấng Christ, chúng ta kinh nghiệm được đấng Christ, và chúng ta sẽ nhận được mọi phước, chứ không phải một phước, cũng không phải 100 phước nữa, nhưng mà mọi phước thiêng liêng từ thiên đàng đổ xuống chúng ta. Câu 4, trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta ở trong đấng Christ đặng làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Trước khi sáng thế là khi nào ạ? Có nghĩa là chưa tạo dựng nên thế giới, nên vũ trụ này, nên trái đất này, Chúa Ngài đã chọn chúng ta rồi. Để làm gì ạ? Để làm nên thánh, không chỗ trách được. Tất cả, có nhiều người nói là Chúa có tiền định, bởi câu kinh thánh này Chúa đã chọn trước rồi, cho nên tôi còn yếu, còn hèn, còn nghiện, còn vô tính, chẳng qua Chúa đã bỏ tôi từ trước rồi. Quý vị, theo những quan điểm gì đúng hay sai ạ? Chúa muốn tất cả mọi người đều hiểu biết lẽ thật và được cứu. Hãy nhớ là Chúa muốn hết thảy mọi người. Có nghĩa là Chúa tiền định, có nghĩa là Chúa ban cho loài người sự tốt lành, ban cho loài người một thời ân điển, ban cho loài người một kiếp để sống. Để tìm kiếm gì ạ? Cho gặp Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Amen không ạ? Kiếm cho gặp Đức Chúa Trời. Còn thái độ chúng ta nhận hay là không là tùy chúng ta. Chúa có tiền định thật chứ không phải là không. Nhưng mà Chúa định cho tất cả mọi người. Cho nên tôi thường chia sẻ nó, tại sao lúc mà Adam thấy Eva hái trái cây bị cấm đưa cho mình, đúng không ạ? Tại sao Đức Chúa Trời quyền năng không làm cho cái tay co lại đi, đừng có lấy cái trái cấm đó ăn vào làm chi, và cả dòng dõi đời này qua đời khác bị tội hết. Có những lúc tôi còn mới, tôi rất ghét Adam. Tôi mới học tính lý, tôi rất ghét Adam, tại cái ông cố nội này tôi còn chửi. Ông cố nội này tới nay tôi còn mệt, phải học cái này cử cái kia tùm lum hết. Phải mần gần chết mới có ăn nữa. Cũng cái ông này đúng không? Quý vị ơi, trường hợp như bây giờ, đóng vai Adam, thử có vâng lời không? Hay là vẫn bị lừa dối nữa? Thành, nếu trong thời gian qua mình là Adam, thì mình cũng thất bại như Adam đúng không ạ? Có amen không ạ? Không phải một mình Adam đâu quý vị. Tất cả nếu ai đóng vai Adam trong thời bây giờ thất bại còn nhanh hơn Adam nữa. Cho nên chúng ta hiểu tại sao lúc bây giờ Chúa không cản cho Eva hái trái cấm. Chúa không cản Adam
đừng có nghe lời vợ tào lao này nữa rồi bị phạt. Chúa để cho phạm tội, nhưng Chúa đã sắm sẵn, Chúa đã chuẩn bị một kế hoạch, đó là Chúa Giêsu Christ để chết thay cho chúng ta rồi, cũng trước thế kỷ, sáng thế kỷ luôn. Vì sao ạ? Vì chúng ta ra từ đâu ạ? Ra từ đâu ạ? Ra từ chính Ngài. Một kỹ sư khi mà chế tạo ra điều gì, cái xe nào, cái máy nào, là biết cái ưu điểm nó như thế nào và nhược điểm như thế nào, lo khắc chế trước. Khi sáng chế ra con người, đúng không? Nó cũng thể dễ, cũng đẹp đẽ, dễ thương lắm, mà gọi là giống như là một cái tuyệt tác là rất là đẹp, đúng không? Nhưng cái nhược điểm của nó là dễ bị lừa dối và phạm tội. Amen không ạ? Amen không ạ? Nếu mà Adam lúc đó không phạm tội để bị phạt, thì bây giờ mình cũng phạm tội thôi. Thà cho phạm tội một lần đi, rồi nó ăn năn. Amen không hồi thánh? Bây giờ hiểu tại sao Adam phạm tội rồi chứ. Cái quyền tự do của con người, Chúa muốn, Chúa tiền định sẵn tất cả đều được cứu hết. Tất cả đều có một đời sống ở trên đất này, tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ai nhận biết món quà ân điển, đó là tiếp nhận Chúa Giêsu để được cứu. Quyết quyền năng của Chúa Giêsu sẽ xóa hết mọi tội lỗi chúng ta. Và chúng ta bước đi ở trong đấng Christ, chúng ta được cứu khỏi sự rủa xả, khỏi sự đón phạt, và vương quốc thiên đàng đời đời dành cho chúng ta. Chọn hay không cũng tùy chúng ta thôi. Quý vị hiểu chưa? Có hiểu chưa? Thế nên ở trong đấng Christ là mới được dựng nên mới. Chúng ta chưa được dựng nên mới thì chúng ta còn ở ngoài đấng Christ. Chúa, chữ Chúa, nhưng mà chúng ta sửa cái dấu sắc thành cái dấu quyền. Ở trong chùa mà không hay. Chúng ta đọc Ê-phê-sô chúng ta rất là vui ạ. Trước khi sáng thế ký, sáng thế Ngài đã chọn chúng ta ở trong đấng Christ để làm nên thánh không chỗ trách được. Nên thánh bằng cách nào? Bởi cũng lời của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta nên thánh. Có nhiều người đọc lời Chúa, học lời Chúa nhưng mà không nhận lấy, cũng không nên thánh được. Không phải ai đứng đó giảng ở dưới nên thánh đâu, nhưng mà bởi lời của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta nên thánh. Amen không ạ? Nên thánh là gì? Nên thánh là một tiến trình. Ngày nay phải dở hơn ngày mai, có nghĩa là ngày mai phải tốt hơn ngày nay. Đó là nên thánh đó quý vị. Amen không ạ? Chứ năm nào cũng cũ xì hết là không có bước vào cái tiến trình nên thánh đâu. Mà nên gì á? Câu 5, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Câu 6 quan trọng đây nè quý vị. Để làm gì ạ? Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Nhắc đến ân điển, chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu, đúng không ạ? Chúa Giêsu là món quà ân điển. Khi chúng ta được cứu là sự vinh hiển của Chúa qua sự ân điển cho loài người. Để khen ngợi sự vinh hiển ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không, có nghĩa là không điều kiện. Trong con yêu dấu của Ngài, ấy là ở trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo dư dật của ân điển. Ở trong đấng Christ chúng ta được gì ạ? Được cứu chuộc rồi được gì nữa? Được tha tội. Nghe nó giống như là nó lặp lại đúng không? Nhưng mà không quý vị. Được cứu chuộc và được tha tội. Coi nó giống nhưng mà hơi khác một tí. Được cứu chuộc có nghĩa là ai mà ở trong đấng Christ, ai đã tin nhận đấng Christ bằng đức tin thật, thì án phạt ở quả ngục không còn nữa. Nhưng mà gì nữa? Nhưng mà được tha tội. Vì tội lỗi bởi luật pháp mà chúng ta sẽ bị phạt, đón phạt. Có nghĩa là bị sự rủa xả. Amen không ạ? Amen không ạ? Chúa xóa quả ngục và Chúa xóa luôn cái sự rủa xả mà chúng ta gánh nữa. Cho nên ở trong đấng Christ thật là tuyệt vời. Như vậy, ở trong năm mới này chúng ta thích được ở trong đấng Christ không ạ? Ai đang ở thì cứ ở luôn ở trong đó, đừng có nhảy ra. Ai chưa thì hãy làm sao để có được ở trong đấng Christ. Chúng ta qua câu 13. Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em,
ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Câu 14. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Tất cả sự từ sự cứu rỗi, tất cả về sự tha thứ tội đều về sự vinh hiển của Ngài. Vinh hiển của Ngài ở chỗ nào ạ? Cái chỗ mà chúng ta không có xứng đáng để được tha. Có chỗ mà chúng ta tội ngập đầu, nhưng mà Ngài vẫn thả bổng chúng ta được. Vậy chúng ta sống sáng danh Ngài. Amen không ạ? Amen không ạ? Chứ không phải chúng ta được thả bổng rồi để sống cho chúng ta nữa. Chừng nào chúng ta sống cho Chúa, sự vinh quang của Chúa sẽ tỏ ra trên đời sống của chúng ta. Chúng ta xem ở trong Giăng là chúng ta sẽ kết thúc. Giăng 15 đó. Nếu mà chúng ta không biết bây giờ làm sao để ở trong Đấng Christ, thì chúng ta sẽ xem Giăng 15, chúng ta sẽ biết. Ta là gốc nho, cha ta là người trồng nho, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết. Như vậy những người không kết quả như thế nào ạ? Chặt hết. Hễ nhánh nào trong ta đã không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài sẽ tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái. Có những lúc chúng ta bị Chúa Ngài đón phạt, bị Chúa Ngài cảnh tỉnh điều gì chưa chắc Chúa bỏ đâu, nhưng mà Ngài muốn tỉa sửa qua cái thử thách đó chúng ta kết quả hơn cho Chúa. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Các ngươi đã được trong sạch bởi lời ai ạ? À? Lời của Đức Chúa Trời bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi như nhánh nho. Nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Có nghĩa là câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết một điều rất là tuyệt vời. Chúng ta phải ở trong cái mối liên hệ với Chúa thì chúng ta mới kết quả được. Người nào chưa kết quả thì chúng ta chưa có một cái mối giao thông tốt với Chúa. Nay ốm mai đau, mai mạnh mốt yếu, một tháng đi nhà thờ một lần, đó là không có được cái mối tương giao. Quý vị biết Kinh Thánh Giăng 15 này miêu tả cái gốc nho và những cái nhánh nho đó. Nếu mà nhánh nho bị cắt rời ra cái gốc thì nhựa sống đó, nó sẽ không nuôi cái nhánh đó và cái nhánh đó sẽ chết. Đời sống cơ đốc nhân cũng vậy đó quý vị. Khi mà chúng ta bị cắt đứt mối liên hệ thì nhựa sống của Chúa không có đến chúng ta nữa. Sự sống, sự sáng không có. Và chúng ta sẽ tối hù, chúng ta sẽ tối mò, chúng ta sẽ tối đen. Đúng không ạ? Tối hù. Đen thui, đen thùi. Và chúng ta sẽ chết. Sự sống và sự sáng là nguồn bắt đầu từ ở trong Chúa mà thôi. Nhưng chúng ta bị tách rời ra khỏi Chúa rồi, chúng ta không thể nào sáng lên được, và sự sống không còn nữa. Chúng ta sống ở trong một thân thể đã chết và linh hồn cũng đã chết. Câu 5. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì như thế nào ạ? Sanh ra lắm trái. Có nghĩa là lời của Chúa ở trong chúng ta, và chúng ta đang liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta luôn luôn có kết quả. Chúa không nói rằng khi các ngươi ở trong ta thì lúc giàu có ngươi mới có kết quả. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có kết quả mọi lúc, mọi nơi. Để làm gì ạ? Câu 8. Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ ta. Chúng ta là kết quả, chính đời sống chúng ta kết quả, nhưng mà làm sáng danh Đức Chúa Trời là niềm vui Đức Chúa Trời. Cho nên tuần lễ đầu năm này chúng ta hy vọng và nghĩ đến một điều để làm sáng danh Chúa qua đời sống chúng ta, đó là kết quả. Mà muốn kết quả thì phải ở trong Đấng Christ, đó là nhận biết Đấng Christ một cách rõ ràng, thì năm mới này chúng ta không thể là người thất bại nữa, nhưng sẽ trở thành một người đắc thắng cho Chúa Giêsu Christ. Amen không ạ? Amen không ạ? Chúng ta đứng lên để tạ ơn Chúa và bước qua phần 2, đó là chúng ta dự tiệc thánh. Đã nó mất hết rồi.